Academy, Speak to Shine. Branding, trò chơi cá nhân hay là dẫn dắt thương hiệu? Thật ra thì mẹ em không biết em làm nghề gì hết á chị. Ôi, thằng này nó bị khùng á, bị làm sao rồi. Cái quy trình mà mang sản phẩm của doanh nghiệp đến với người dùng á thì nó sẽ cần một cái cầu nối. Thì cái cầu nối đó là cái thương hiệu, là cái branding. Thì em là người xây dựng cái cầu nối đó. Các bạn vẫn đang rất là loay hoay ở câu chuyện là làm sao để mình có được một cái thương hiệu cá nhân, một cái màu sắc, một cái dấu ấn riêng. À, làm thương hiệu cá nhân là mình phải làm cho nổi tiếng, mình phải làm một người nào đấy mà hàng ngàn, hàng triệu người biết đến. Biết mình là ai? Who am I? Sun and Moon Academy, Speak to Shine.